Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Phí đào tạo chuyên nghiệp gấp 100 lần so với phí đào tạo thông thường. Thời hạn đào tạo là 30 ngày, yêu cầu đào tạo. Chí lực của sùng thú phải đào tạo đến cấp trung trở lên. Phần thưởng của nhiệm vụ: một phần nguyên lực đang cấp trung. Ngẫu nhiên rút ra một quyển thần ma chiến pháp, nhiệm vụ thất bại. Điểm vật chủ trừ 10. Nguyên lực đan cấp trung và quyển thần ma chiến pháp, đâu là đồ tốt à? Nhưng giá cả đại là 100 lần đào tạo thông thường, thật là sẽ có người mua hay sao? Chủ tiệm, anh còn có gì muốn nói nữa sao? Vị khách này, tôi có thể hiểu là cô muốn nâng cao tâm trạng của tinh sủng, nhưng phải tiêu tốn một số tiền tương đối là cao để có hiệu quả đào tạo. Như là con nuôi quang thử, khách hàng bình thường sợ là trả không nổi. Muốn bao nhiêu? Tiền, tôi còn một ít. 100 vạn. 100 vạn, người này không phải là muốn lừa một số tiền lớn rồi bỏ chạy đấy chứ? Chủ tiệm, cửa hàng này của ông là thuê phải không? Tất nhiên là không phải rồi. Tiệm của tôi rất là uy tín nên cô yên tâm, sẽ không chạy trốn đâu. Nếu như không tìm, cô có thể lên trang web của học viện Phong Sơn để kiểm tra. Tôi là Tô Bình, Bình trong Bình Bình Vô Kỳ. Phong Sơn, không lẽ anh cũng là học viên của trường? Học viện Phong Sơn, thành phố cơ sở Long Quang, Tô Bình. Xem tuổi tác của cậu ta, chắc là em năm nhất năm hai nhỉ? Nếu dám dùng thủ đoạn gì, thì đừng trách học tỷ đây sẽ khiến em sau này không thể nào hòa hợp được ở trong học viện Phong Sơn này. Ồ. Tô Bình thuộc bộ phận tác chiến, chức vụ giáo viên hướng dẫn cấp cao, mã số giáo viên 4572. Học viện Phong Sơn, bộ phận tác chiến, đặc cách giáo viên hướng dẫn cấp cao. Chắc là giả rồi, trẻ tuổi như vậy mà có thể làm giáo viên hướng dẫn cấp cao. Còn nữa, giá trị sức mạnh cao nhất ở trong bộ phận tác chiến. Thế nào? Tôi còn có thể sống bình thường ở trong học viện Phong Sơn này nữa hay không hả, học tỷ? Ơi, xin lỗi, Tô đạo sư. Vừa nãy là em đã mạo phạm rồi, xin thầy hãy tha thứ cho mọi sự, cho sự kém hiểu biết của em. Quả nhiên là có thân phận giáo viên hướng dẫn thì tiện hơn nhiều à. Ở trong cửa hàng thì kêu tôi chủ tiệm là được rồi. Muốn đào tạo gì, mời quay về chuẩn bị tiền nhé. Vâng, chủ tiệm Tô nói rất đúng. Nhưng chỉ là tiền của tôi cũng không được nhiều. Lần này đào tạo thiên hương chu hà, kiểm tra đo lường được 100 vạn tinh tệ, đã chuyển hóa thành 10.000 năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 10.048. Tiền của tôi cũng không nhiều, lần này 100 vạn, nói lấy là lấy à? Má ơi, 55 vạn của mình Diệp Hạo, mình đòi quá ít hay sao? Tô giáo, chủ nhiệm Tô, sắc mặt của anh hình như là không được tốt lắm, có phải là không hoan nghênh tôi hay không? Ây, thất sách, thất sách. Xin anh đừng giữ trong lòng, sau khi đào tạo xong, tôi còn muốn biếu tặng anh quà cảm ơn nữa. Thật là một con cừu béo có tiền. Ơi không đúng, là khách hàng. Mình không được đòi giá cao. À không đúng, là hoan nghênh không kịp nữa. Yên tâm đi, đối xử với khách hàng, Tô Bình tôi đều xem như nhau. Tôi phải bắt đầu đào tạo rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì cô đi về đi, tháng sau đến nhận. Không những không để bụng việc mạo phạm trước đó của mình, mà còn trong vòng một tháng ngắn ngủi đào tạo xong mức độ cao cường cấp 7. Hào phóng làm sao, thật đáng để nêu gương cho mọi người. Cảm ơn sự bồi dưỡng của Tô đạo sư. Phí nâng cấp 10.000 năng lượng. Năng lượng còn lại 10.048. 1 vạn. Ơi, năng lượng này thì tiêu kiểu gì đây? Nâng cấp linh trí hay là lên nâng cấp cửa hàng đây? Thế vào cửa đào tạo của Lôi Đình Vân Hải giới, cần 1.000 năng lượng tốt hơn. Muốn đào tạo thành hình dáng của Lôi Quang Thử thì ít nhất là phải đi 2 lần. Nhưng mà năng lượng như vậy là không đủ để nâng cấp. Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp chỉ có lần này thôi, phải xem xét thận trọng. Không gian đào tạo có thể cung cấp sau khi đào tạo. Những con tinh sủng chưa bị lấy đi có thể sử dụng nghỉ ngơi, không cần phải chiếm dụng
rãnh gửi lùi, nói chi tiết đi. Ảnh phân thân sơ cấp sẽ mô phỏng hành động của vật chủ, mang theo tinh sủng tiến vào đào tạo thông thường để tiến hành đào tạo. Mỗi lần sử dụng ảnh phân thân sơ cấp, cần phải trả 50% đào tạo thu vào lần đó. Vãi, chức năng của ảnh phân thân này cũng quá mạnh đối chứ. Mặc dù mỗi lần đào tạo thông thường chỉ cần thu vào 50 năng lượng, nhưng chỉ cần lưu lượng khách đủ lớn, đào tạo sẽ không bị gián đoạn rồi. Nếu tính một ngày nhận 10 đơn, thì chỉ cần 20 ngày là có thể hoàn vốn rồi. Là ở đây hả? Hình như là vậy. Tóm lại là vô xem sao. Ngoài cửa hơi ồn. Không lẽ toàn bộ đều là khách hàng? Chủ tiệm, anh có nhận đào tạo tinh sủng hay không? Chủ tiệm, tôi muốn gửi nuôi, chủ tiệm. Nhận, có thể nhận tất cả luôn. Đã tiến vào nơi đào tạo, mảnh vỡ ngôi sao số 9527. Số lần hồi sinh là 30, thời gian là 7 ngày, tiêu hao năng lượng 10 điểm. Lần đầu khai thông chức năng phân thân bóng này, cần ký chủ tiến hành một lần đào tạo hoàn chỉnh. Đã khởi động phân thân, tiêu hao năng lượng là 200. Đây chính là chức năng phân thân hay sao? Sao cứ cảm thấy khang khác vậy nhỉ? Là ảo giác hay sao? Điều quan trọng khi đào tạo tinh sủng là mở môi trường thuộc tính tồn tại. Thuộc tính hỏa càng nồng đậm thì càng có lợi cho việc tu luyện sủng kỹ hệ hỏa. Dung nham dưới lòng đất 2000 độ. Nơi này không tồi. Mau theo tao xuống dưới đi. Vậy mà lại không nóng như nào mình đã tưởng. Ơi, lúc đối đầu với Bạch Trạch cũng là cái nóng đủ để chết người, không chỉ không bị bỏng, thậm chí còn kích hoạt kim mô tư thái nữa. Trừ khi kim mô thần ma thể có lực tương tác đặc biệt với thuộc tính hỏa. Dù sao cũng có hồi sinh, không thử thì mất công. Quả nhiên, nguyên tố hỏa ngoan ngoãn giống như là được thuần hóa vậy. Đây chính là thiên phú huyết mạch kim mô hay sao? Heo à, cái này mày đừng có mà học theo nữa. Thời gian quý giá. Mau ném hết bọn chúng xuống đây tu luyện đi. Thoải mái. Xích viêm khuyển, tử viêm miêu, viêm giáp hoa, tiểu hỏa sư đã hỏa hóa. Ơi, bọn này còn là tinh thú hệ hỏa nữa hay không vậy? Có muốn hồi sinh tinh thú hay không? Hăng hái lên cho tao. Đã có tiếng tõm tõm rồi. Có muốn hồi sinh hay không? Tiến bộ đấy, tiếp tục. Đạp hỏa bộ. Hỏa diễm ngoại y. Liệt diễm suy vĩ. Viêm hống. Trong vòng một ngày ngắn ngủi mà đã học được thú kỹ cấp trung mới rồi. Đây là công nghệ đen gì vậy? Ông chủ tuyệt quá. Quả nhiên có đại sư đào tạo chấn thủ đúng là khác biệt. Giỏi vậy sao? Ông chủ cũng muốn đào tạo. Ông chủ, tôi muốn mua chút thức ăn cho tinh thú. Ông chủ, tôi muốn gửi nuôi. Đừng vội, xếp hàng từng người một đi. Ai cũng có phần. Thu nhập 25.860 tinh đồng. Đã chuyển thành năng lượng là 258,6 điểm, năng lượng còn lại 11.650 điểm. Vốn tưởng rằng phải 20 ngày mới có thể kiếm đủ năng lượng, vậy mà mới mấy ngày mà đã xong xuôi rồi. Đến cả máng nuôi cũng không đủ dùng nữa rồi. Mua, số lượng máng nuôi đã mở khóa đến hạn mức là 25/25, không thể nào mua nữa. Xin hỏi bạn có muốn nâng cấp nó lên cấp 2 hay không? Chi phí thăng cấp là 1.000 trên một cái. Không thăng cấp. Nhiệm vụ trước mắt là đào tạo thiên hương trừ. Ghé vào cửa đào tạo cấp cao đắt như vậy, nếu chỉ luyện một con tinh thú này thì quá là lỗ, chi bằng. Hệ thống. Tôi muốn thăng cấp linh trì nuôi dưỡng hỗn độn. Đã trừ năng lượng 10.000 điểm, năng lượng còn lại là 1.650 điểm.
khí hỗn độn được đưa vào nâng cao đến 1 phần triệu, có xác suất nuôi dưỡng ra tinh thú huyết thống vương thú khá thấp. Mỗi lần nuôi dưỡng cần bỏ ra năng lượng là 1.000 điểm. Rút một lần mất tận 10 vạn tinh đồng. Ơi, đắt quá đi mất. Nhất định là phải giành được. Lần trước chỉ rút được nhất giai. Không cầu vương thú. Lần này ít nhất là hãy cho tôi sủng thú cấp trung lục giai đi. Nuôi dưỡng. Quái lạ, thời tiết nói đổi na đổi. Đây nè. Luyện ngục trúc long thú. Luyện ngục trúc long thú thuộc tính hệ rồng, hệ hỏa, huyết thống cấp 9, sức chiến đấu trung bình cấp 3, năng lực kiểm soát hơi thở của rồng long uy. Vậy mà xuất hạng hàng thật rồi nè. Ơi, cấp 9 rồi tăng cấp thêm nữa là có thể thành vương thú huyết thống rồi. Này, làm ra tiền à. Ơi, ba huyết chám. Uy nghiêm của long tộc không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào cơ thể của nó, đặc biệt là đầu. Ơi, đầu không lớn, mà tính khí thì không nhỏ nhỉ. Nhưng mà đáng tiếc thật, trong cửa hàng thì ta là vô địch. Ngoan ngoãn ký khế ước cho ta, nghe hiểu rồi thì chớp chớp mắt đi. Khế ước đã được ký. Tô đạo sư, anh có một buổi tọa đàm công khai với Lâm Ba, mời anh đến nơi trước giờ bắt đầu. Học viện Phong Sơn, còn 2 phút nữa. Học viện Phong Sơn, chủ nhiệm bộ phận tác chiến. Mới ngày đầu tiên lên lớp mà đã không quan tâm đến kỷ luật như vậy rồi, đâu thể được chứ. Tô đạo sư không quen đường, có lẽ là lạc đường rồi. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm ngày đi trước, đến phòng họp đi. Lã phu mới đi ra ngoài làm việc có mấy ngày, bộ phận tác chiến đã không tập trung. Thành như thế này rồi sao? Nghe nói người mới đến là do cô tiến cử, nếu đã không thông báo cho lão phu. Bây giờ cô là lão đại của bộ phận tác chiến rồi, không dám. Tô Bình nhanh tới đi à. Tuyệt đối là không nên chọc giận chủ nhiệm. Chủ nhiệm thật sự là xin lỗi, nếu Tô Bình đến trễ tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tô Bình. Đây chính là cái người mới tới. Ơi, tuyệt. May mà tới kịp, cảm giác cưỡi rồng thật là tuyệt mà. Đúng vậy. Trời ơi, bộ phận tác chiến mới đến một giáo viên hướng dẫn vô cùng trẻ tuổi. Mọi người nghe nói hay chưa? Không lẽ là có quan hệ à? Khó nói, giờ được về thầy ấy ở trên mạng hình như là trống hết. Quá giả đi. Nói đúng, không chừng là con của hiệu trưởng cũng nên đấy hả? Theo tôi thì, nhất định là bỏ tiền mới vào được. Có gì để tám cơ chứ? Trẻ tuổi thì sao? Có thể làm giáo viên hướng dẫn thì chứng tỏ người ta có thực lực. Có thời gian tám chuyện không bằng luyện công thêm đi. Ơi, không lẽ cô mơ đến làm giáo viên hướng dẫn cấp cao? Thật là ngây thơ mà. Cô ta vậy mà nghĩ chỉ dựa vào tu luyện là có thể làm được giáo viên hướng dẫn. Các em yên lặng, bắt đầu lên lớp rồi. Đây là tiết công khai do chủ nhiệm bộ tác chiến và cô phụ trách giảng giải về tài liệu hoang ở khu chiến. Về tài liệu hoang, khu cùng với bộ phận thực chiến. Tô đạo sư phụ trách trợ giúp. Ơi, tuổi của Tô đạo sư đó với chúng ta xấp xỉ nhỉ. Vậy mà đã làm giáo viên hướng dẫn rồi. Người đó vậy mà lại là giáo viên hướng dẫn. Ơi, đây có là gì? Với thực lực của Diệp Thần chúng ta, có 25 muốn làm là làm được thôi. Ơi, được rồi đừng nói nữa. Tô Bình. Anh ấy sao lại ở trên đó? Không nhầm đấy chứ. Mới nãy biểu tình của cô ta còn nói giúp nữa mà. Vì mà có thời gian tám chuyện thì không bằng đêm thì không bằng luyện công phu thêm đi. Ơi, không phải anh ấy, Tô đạo sư. Nghe nói là thầy đã chặt đầu con ma hài thú, là thật hay không ạ? Có thể nói chi tiết với chúng em hay không? Ma hài thú đó là gì vậy? Nghe nói là hung thú cấp cao nhưng rất là hiếm gặp, chưa từng có ai nhìn thấy. Mấy người nhìn thấy đều chết rồi hả? Lợi hại như vậy tôi không tin.
Đương nhiên là có thể rồi. Nhưng đây không phải là trọng điểm của buổi học hành ngày hôm nay. Sau này có cơ hội thầy sẽ nói chi tiết cho. Thầy giáo chưa làm được một ngày mà đã làm giá rồi. Cho thấy bản lĩnh của thầy đi nào. Nếu không thì lấy gì chứng minh thầy có thực lực để dạy bọn em đây. Đúng đó, đúng đó. Đánh nhau lần trước, mình chưa nhìn rõ được căn nguyên của anh ta. Mình cũng hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc là thực lực của anh ta như thế nào. Cùng với, lúc đào tạo cái gì mà tinh sủng mới đuổi kịp mình. Yêu rồi, anh ấy mới vừa tỉnh ngủ. Cùng với ma hài thú có quan hệ gì chứ? Tiếp theo đây sẽ xấu hổ chết luôn. Bây giờ là thời gian lên lớp, các em không được la lối om sòm. Thực lực của đạo sư cô có thể đảm bảo. Hơn nữa với thành tích tác chiến gần đây của cô, chẳng lẽ là đủ sức thuyết phục hay sao? Tô đạo sư vẫn là trình diễn một chút đi. Xin lỗi, chủ nhiệm nhà tôi đã đường đột rồi. Tô đạo sư vẫn là trình diễn một chút đi. Nếu không truyền đi tin vịt, là đạo sư nhờ vào mối quan hệ mà vào được Phong Sơn thì không hay cho lắm. Ơi, cho dù là ở chiến đội hay là học viện đều không cho mình sống yên ổn. Cái giá mà tôi ra tay là rất đắt đó nhé. Vậy mà lại là tiểu cốt lầu. Diệp thần cậu xem, thật là một đồ vật nhỏ bé đáng yêu mà. Lúc tớ 10 tuổi cũng đem theo thứ này chơi nè. Tô đạo sư, điểm này thì cậu yên tâm. Chỉ cần không tấn công sinh viên, còn lại tùy cậu muốn làm ở Mỹ tôi có thể chịu trách nhiệm. Nhận lệnh không làm hại người khác. Loại ma sủng cấp thấp nhất này thì có thể làm được gì cơ chứ? Biểu diễn tài nghệ hả? Đây. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Là con tiểu khô lâu kia làm à? Tiểu khô lâu gì chứ? Tôi thấy rõ ràng là khô lâu vương. Mạnh thật. Ngân xà lôi thú của tôi ở trước mặt của con tiểu khô lâu kia, chỉ sợ sống không qua hai chiều. Đây là thực lực là một con tiểu khô lâu cấp 1 có được hay sao? Chẳng phải hắn mới thức tỉnh không lâu hay sao? Sao? Cần biểu diễn thêm lần nữa hay không? Ê, nói đùa gì vậy? Phòng học này xây từ vật liệu đặc biệt, giá trị không dưới ngàn vạn, thậm chí cường độ có thể chịu được nào anh? Chịu được nào anh tạc cấp 8? Thế mà bị một đao của tiểu khô lâu. Còn ai không phục thì cứ giơ tay. Hoan nghênh lên đây nghiên cứu cùng tôi. Sao ai cũng cúi đầu không nói gì vậy hả? Nếu không có ai, vậy bắt đầu dạy được rồi chứ. Mời các bạn học, giở sách trang 45. Đây là vật liệu phát hiện ở trong vết rách tinh không, cấp A, 520XX, ơi khóa sau. Có đồng học cảm thán thế này, đây là bài giảng nghiêm tĩnh nhất mà tôi từng học. Thậm chí, âm thanh của cọng tóc rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, nhưng lại không ai suy nghĩ hay là ghi chép. Vì lực chú ý của mọi người. Sớm đã bị vết rách thật sâu kia đoạt đi. Đường đường là phó hiệu trưởng lại đưa một đạo sư về nhà. Ơi, khách sáo quá rồi đấy. Nào có, nghe nói mới lớp đầu tiên mà cậu đã khiến cho sinh viên ngoan ngoãn. Cả một lớp không có một tiếng ồn nào. Tô đạo sư chính là nhân tài đỉnh cấp của Phượng Sơn chúng ta. Ơi, cái lão hồ ly này lại có ý đồ gì đây? Đưa vân tay vào. Không phải tới gặp mình để cùng đi cầu thang đấy chứ, Tô huynh đệ. Đã lâu không gặp. Diệp Trần Sơn. Ơi, xế chiều hôm nay yên tĩnh ghê, không có lấy một vị khách. Diệp mỗ có một kiện mật sự muốn thương lượng với Tô huynh đệ, nên đã sai người sơ tán con đường này. Đương nhiên, Diệp mỗ sẽ đền bù tổn thất buôn bán, hả? Phó hiệu trưởng, bạn tôi nói có mật sự muốn nói. À, thật ra, tôi cũng tìm Tô đạo sư có việc. Không lâu nữa sẽ cử hành thi đấu vòng tròn tinh anh toàn cầu. Thi đấu vòng tròn sủng sư tinh anh mỗi năm tổ chức một lần. Chỉ có chiến sủng sư tinh được cường độ cấp 7 trở xuống mới được tham gia.
quán quân thi đấu vòng trong vòng tinh anh, trừ việc đạt được tiền thưởng phong phú, còn có thể được chiến sủng sơ cấp truyền kỳ trị điểm. Lịch đại quán quân hầu như nào đều thuận lợi. Ấn thân phong hào cấp, trong đó có mấy vị thiên chi kiêu tử, còn thành chiến sủng sơ cấp truyền kỳ vạn người kính ngưỡng. Che chở an nguy của cả một đại lục. Nếu Tô đạo sư đồng ý tham gia, tôi có thể phê duyệt đơn xin nghỉ một năm, tiền lương phúc lợi vẫn được phát, sau trận đấu còn có tiền thưởng. Không cần, tạm thời không có, tôi không có ý định dự thi. Gì, thân là chiến sủng sư, lại không có hứng thú với thi đấu vòng tròn tinh anh. Mình ngu chắc. Thành quán quân đồng nghĩa là sẽ bị cả thế giới biết. Dựa vào độ nổi tiếng hiện tại của mình đã kiếm được bộn tiền. Nếu lại nổi tiếng, không chừng sẽ bị người để mắt tới. Vẫn nên dựa vào hệ thống thăng cấp an toàn hơn. Diệp Mỗ vốn định mời Tô huynh đã thăm dò bí cảnh. Đáng tiếc là đã vô ý tham gia thi đấu vòng tròn tinh anh. Đó chỉ còn là tính toán. Bí cảnh đó là gì? Cậu đang nói đến tam đại bí cảnh độc hữu của toàn bộ Á Khu. Chuyện bí cảnh đối với người khai hoang ngân huân trở xuống đều là bí mật, sao ông lại biết? Ơi, dù sao trước khi về hưu, lão phu cũng coi như là người khai hoang lửa kim huân. Đừng đánh đố nữa, nói mau. Hướng thông với vết rách tinh không đều là tinh vực phổ thông. Dù đã phát hiện bảo vật, nhiều lắm, thì chỉ ở trình độ khoáng thạch hoặc là sinh vật nguyên thủy. Mà ba vết rách tinh không Long Đài Sơn, Kinh Cốt Hà, Ma Thần Chủng, thông hướng với tinh vực đã từng sinh sôi ra nền văn minh sánh vai thậm chí là vượt qua Lam Tinh. Dù những nền văn minh kia sớm đã tiêu vong, nhưng nghe nói thần khí khai quật được ở bên trong, nhỏ thì có tiền không thể mua, lớn thì có khả năng thay đổi bố cục của thế giới hiện tại, thậm chí có thứ giúp cho hiểu thấu pháp tắc trí cao của vũ trụ. Mạnh như vậy sao? Quả thực là một khái niệm chiều không gian khác. Nhưng ở trong bí cảnh có quá nhiều hung thú và cơ quan chấn giữ, từng có vô số cường giả thử vào bên trong thăm dò đều đã không còn. Nên bí cảnh đã bị chính phủ liên bang phong tỏa. Chỉ trước khi tổ chức thi đấu vòng tròn toàn cầu mới mở ra khu bên ngoài tương đối an toàn cho người khai hoang đỉnh cao. Không sai, Diệp Mỗ may mắn thu được tư cách thăm dò khu bên ngoài bí cảnh Long Đài Sơn. Đang vì vật này mà tìm đồng đội, tiếc là Tô huynh đệ. Tuy tôi không có hứng thú với thi đấu vòng tròn tinh anh, nhưng hệ thống bồi dưỡng bao quát vạn tượng, không chừng bí cảnh Long Đài Sơn này ngay tại trong đó, những hung thú cơ quan chưa biết kia ở trước mặt của hệ thống phục sinh vô hạn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có thể suy xét bí cảnh này một chút.